Hello anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với bản tin thị trường của chúng ta ngày hôm nay, phiên giao dịch ngày 25 tháng 5. Ngày hôm nay thì sau hai phiên giảm, đúng không ạ? Sau hai phiên giảm điểm của thị trường với cái thanh khoản khá lớn thì ngày hôm nay thị trường của chúng ta đã có một cái phiên tăng điểm rút chân. Thì cái điều này nó cũng không có quá nhiều cái sự bất ngờ khi ngày hôm qua chúng ta cũng đã nhận định được điều đó với cái quy tắc là ba phiên, đúng không ạ? À đến phiên thứ ba thì thường là cổ phiếu hay thị trường khi mà nó rơi khoảng tầm 3 đến 4 phiên thì nó cũng sẽ có cái sự bật hồi và ngày hôm nay thì chúng ta cho chúng ta thấy được rằng là thị trường tuy có xanh điểm đúng không ạ nhưng mà cái mức xanh điểm này nó đến từ những cái mã cổ phiếu trụ đó đó là mã cổ phiếu gat này việt công banh này gvr này đúng không ạ thì chúng ta có thể thấy là cái biểu đồ của chúng khi mà gat sau những cái phiên giảm rất là mạnh Đấy, sau những cái phiên giảm rất là mạnh và tạo hai đáy, ba đáy sau bắt đầu vẫn tiếp tục là hành trình gọi là tạo đáy và tích lũy ở bên dưới. Ngày hôm nay có một cái phiên hồi phục. Và Masan đúng không ạ? Masan ngày hôm nay cũng có một cái phiên kéo lên đến khoảng tầm 72 sau khi mà nó tạo hai đáy ở cái vùng giá là 70. Đấy, Vietcombank thì sau chuỗi phiên giảm ba phiên đúng không ạ? Giảm ba phiên thì nó bắt đầu nó phục hồi ngày hôm nay, nó kéo tất cả những cái mã này, nó kéo thị trường xanh điểm. Đấy, nó kéo thị trường xanh điểm chứ không phải là những cái mã cổ phiếu uh, như là banh hay là bất động sản hay là chứng khoán ngày hôm nay nó kéo nó kéo điểm đấy nó cho thấy được rằng là uh, thị trường người ta nó xanh điểm như thế này chỉ là do những cái mã cổ phiếu trụ nó có cái sự hồi phục sau một cái quá trình giảm mà thôi và cái dòng tiền ngày hôm nay anh chị có thể nhìn rõ nhất là có 216 mã giảm và chỉ có 172 mã xanh thôi thị trường xanh nhưng mà rất nhiều mã giảm điểm và những cái mã giảm điểm này đâu đó nó có một cái sự trùng hợp rất là đáng để chúng ta để ý trong cái cái giai đoạn hiện tại đúng không ạ? Thì một lát nữa chúng ta sẽ cùng đi phân tích vào ở uh, những cái nhóm ngành đó uh, thì đầu tiên chúng ta cũng sẽ cùng đi nhận định cái yếu tố thị trường. Thị trường ngày hôm nay thì uh, là một cái phiên xanh vỏ đỏ lòng và nó vẫn tiếp tục là nó đi trong một cái biên khoảng tầm 20 điểm từ 1058 đến 1075, khoảng tầm gần 20 điểm và cái thanh khoản nó chưa có cái sự nhỏ lại. Đấy, cái thanh khoản nó chưa có sự nhỏ lại là một là cái thứ hai là nó liên tục tạo ra những cái cây nến test cung ở cái thời điểm hiện tại giống như ngày 19 tháng 5 đúng không ạ? Giống như ngày 23 tháng 5 và giống như cái phiên ngày hôm nay. Khi mà nó tạo ra nhiều cái cây nến test cung này và nó không bứt thoát được kèm theo cái thanh khoản nó quá lớn như này cộng với những cái tin tức nó ra về cái việc à, giảm lãi suất các thứ nó tin tốt ra nhưng mà thị trường của chúng ta vẫn không bật lên được thì em đánh giá được rằng là trong cái giai đoạn này để thị trường của chúng ta bứt thoát lên một cách mạnh mẽ nó sẽ rất là khó. Đúng không ạ? nó sẽ rất là khó anh chị có thể thấy là thị trường đâu đó nó khá là giống cái giai đoạn này không ạ Đúng không ạ? nó cứ đi ngang đi ngang sập sình sập sình sau có những cái cây uh, kéo xanh ngược trở lại như này đấy thì đấy là cái đặc điểm cũng như là cái yếu tố thị trường ở trong cái thời điểm hiện tại mà chúng ta cần lưu ý và một cái đặc điểm tâm lý rất dễ nhận ra ở trong cái thời điểm hiện tại đó là rất là nhiều anh chị nhà đầu tư của chúng ta có cái trạng thái đó là mua đuổi cổ phiếu cũng như là mua đuổi những cái nhóm ngành tăng Đấy. Thì hôm trước thì có bất động sản đúng không ạ? Chúng ta có bất động sản tăng, chúng ta có uh, DG. Đấy. Chúng ta có DG này, đúng không ạ? Nó rút chân một cái phiên rất là đẹp ở đây, đúng không ạ? Cũng anh chị cũng uh, có rất là nhiều anh chị vào cũng mua những cái mã cổ phiếu này. Đấy. Thế sau bắt đầu hàng về có ăn rồi chúng ta lại nhảy sang những cái nhóm như là chứng khoán, chúng ta có SI. Đấy, chúng ta có VND. Đấy. Sau đó chúng ta lại nhảy sang đầu tư công là HHV cũng như là LCG đó thì anh chị thử tính lại xem là khi mà uh, chúng ta cứ nhảy đi nhảy lại cũng như là mua linh tinh như thế mua linh tinh như thế hoặc là mua ở những cái cây mà nó tăng nhá mua ở những cái cây nó tăng thì anh chị có thấy ví dụ như là nhóm ngành chứng khoán chúng ta có vnd này chúng ta có một cái cây là ngày 19 tháng 5 này nó giao dịch đâu đó đến khoảng 72 triệu cổ đúng không ạ 72 triệu cổ nhưng mà tại sao có một cái cây đột biến như này mà ở, ở những cái cây sau ở những cái cây sau khi hàng về mà nó lại bị bán mạnh như thế này Đấy, thì chắc hẳn là cái cây này nó lại nó lại là một cái cây đâu đó nó có cái vấn đề về thanh khoản có nghĩa là có cái dòng tiền nào đấy hoặc là cái tổ chức nào đấy họ thực hiện những cái những cái nghiệp vụ của họ về đảo nợ rồi các thứ của cổ phiếu thì cái thanh khoản ngày hôm đấy nó được quay tay là chủ yếu thôi đúng không? ngày hôm đấy nó được quay tay là chủ yếu thôi còn đâu là cái cung cầu thực của cổ phiếu VND trong cái khoảng thời gian này đâu đó nó chỉ rơi vào khoảng tầm 30 đến 40 triệu cổ phiếu đó anh chị có thể thấy nó rất giống là cổ phiếu liên Việt Postbank ở trong cái cái phiên này cái phiên ngày 11 tháng 5 đúng không ạ? Anh chị có thấy là thanh khoản lên tới 23 triệu cổ. Nhưng mà sau đó ngay lập tức nó lại quay trở lại với cái thanh khoản bình thường của nó, một ngày khoảng tầm 7 8 triệu cổ, đúng không ạ? Thì khi mà có những cái cây mà tiền vào lớn như này mà cổ phiếu nó không có cái sự bứt thoát thì chúng ta phải đặt ra cái nghi ngờ cho nó là tại sao lại có những cái cây thanh khoản lớn như này mà trong đó cổ phiếu nó không có cái sự bứt thoát, đúng không ạ? Nó không có sự bất thoát. Và anh chị có thấy là dòng bất động sản đúng không ạ? Dòng bất động sản thì bị bán bị bán bị chốt lời trong những ngày hôm nay rất là nhiều đúng không ạ nó cứ uốn lượn chốt lời như này và nó không cho chúng ta một cái tỷ suất lợi nhuận quá cao đấy à, giả dụ nhá sale này đất xanh này đúng không anh chị thấy đúng không ạ những anh chị mua ở nền ở cái nền này bây giờ vẫn chưa có ăn đấy vẫn chưa có ăn kể cả dig anh chị mua ở cái nền này đi đúng không ạ cũng chưa có ăn đấy thì thực ra là hiện tại thị trường cũng như là những cái nhóm ngành cổ phiếu ấy, nó cứ thay nhau nó kéo Sắp đầu nó lại trứng lại và nó không có một cái đà tăng nó khiến cho chúng ta rất là xót ruột khi mà chúng ta uh, không tập trung vào nhóm ngành nào cả mà chúng ta cứ mua linh tinh đúng không ạ chúng ta thấy dầu tăng chúng ta lại mua vào dầu đúng ạ đây chúng ta thấy dầu tăng chúng ta lại mua vào dầu đấy, đấy. PVS này đấy. dầu tăng hôm nay dầu lại tăng lại mua vào dầu đấy thì rất có thể là những cái phiên sau của những cái mã cổ phiếu này nó sẽ gặp cái áp lực chốt lời và cái tỷ lệ mà chúng ta không có lãi trong ngắn hạn nó sẽ là rất cao. Đấy, nó sẽ là rất cao. Thì thay vì đấy, thay vì những cái mã cổ phiếu nó được nhìn quá rõ, đúng không ạ? Hiện tại là mọi người đang nhìn quá rõ cũng như là đám đông đang nhìn quá rõ những cái, những cái ngành cổ phiếu mà nó dẫn dắt thị trường. Đấy, bất động sản đúng không ạ? Chứng khoán. Đấy, dẫn dắt thị trường đúng không ạ? Dầu khí sau sau bắt đầu đến dầu khí các thứ mọi người tức là mọi người nhìn thấy nó nó tăng rồi mọi người nhìn thấy nó tăng rồi nhưng mà uh, khi mà đu vào ấy thì liệu là có ăn hay không đúng không ạ khi mà đu vào thì liệu chúng ta có ăn không đấy và mọi người đặt rất là nhiều kỳ vọng vào nào thì bất động sản đúng không ạ bất động sản thì được tháo gỡ khó khăn rồi học uh, giãn nợ các thứ đúng không ạ chứng khoán thì chúng ta có uh, ngân hàng giảm lãi suất đúng không ạ thì nó sẽ tác động tích cực nhưng mà thực ra những cái thông tin đấy uh, nó đã ra rồi đúng không ạ và nó đã phản ánh vào cái giá của cổ phiếu rồi. Đấy. Vậy nên là cái việc mà chúng ta cứ mua linh tinh nhảy nhóm ngành này nhảy nhóm ngành khác trong cái thời gian hiện tại thì theo em đánh giá nó là không không thích hợp trong thời điểm hiện tại anh chị nhá. Cái thời điểm này sẽ là cái thời điểm anh chị cần tĩnh lại đúng không ạ? Anh chị cần tĩnh lại và lùi ra khỏi thị trường để chúng ta quan sát xem là à trong cái khoảng thời gian này những cái nhóm ngành nào, những cái mã cổ phiếu nào nó có thể cho chúng ta được cái lợi nhuận tốt và nó không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi đám đông. Nó không được đám đông chú ý quá nhiều. Đấy, ví dụ như là cổ phiếu Sen. Anh chị ạ, cổ phiếu Sen thì cổ phiếu Sen này bên em Minh cũng đã mua từ ngày 15 cũng như là 16 tháng tháng 5 và mua vùng giá 4 đúng không ạ? Mua vùng giá 4 thì đến thời điểm hiện tại cũng đang đâu đó có cái lợi nhuận khoảng tầm 15% đấy ngày hôm nay thì nó tăng trần đúng không ạ ngày hôm qua thì chốt dvg đấy thì anh chị thấy không ạ anh chị có thấy những cái mã cổ phiếu này mọi người hay quan tâm không ạ rất là ít người quan tâm đúng không ạ trong cái thời điểm này rất là ít anh chị nào mà chúng ta quan tâm đến những cái mã cổ phiếu dạng như là sen hay là dvg anh chị nhá rất là ít cổ phiếu người mà người ta quan tâm đến những cái mã cổ phiếu sen hay là dvg đấy thì em mình cũng có cho mua mã cổ phiếu này trong cái ngày 15 và 16 hai cái mã cổ phiếu sen và DVG thì anh chị có thể thấy không ạ nó tựa nó rất là lành nó rất là lành nó cứ đi ngang như này thôi đúng không ạ DVG nó cứ đi ngang như này thôi và sau nó bật nó bật thì chúng ta chốt kể cả sen cũng vậy đấy và đặc điểm chung của những cái mã cổ phiếu này là anh chị có thể thấy là cái thị giá vốn của nó rất là nhỏ đúng không ạ đâu đó chỉ khoảng 102 tỷ với sen và uh, DVG đấy DVG là chúng ta có 95 tỷ đúng không ạ cổ phiếu rất là dễ kéo đấy cổ phiếu rất là rất là dễ kéo đúng không? Trong cái thời điểm mà cái thanh khoản của thị trường đâu đó nó chỉ khoảng tầm 11 đến 13 nghìn tỷ như này thôi thì anh chị bảo là nó kéo những cái con dạng như ai này thì đến bao giờ nó mới tăng đúng không ạ? Những cái con mà được FOMO nhiều như DIG này thì đến bao giờ nó mới tăng? Đấy, anh chị phải đặt ra cái cái câu hỏi là như vậy khi mà trong cái thời điểm này nhá, em cho anh chị xem lại cái ảnh này. À, đâu nhỉ? Anh chị đợi em một chút nhé. Đây, anh chị xem cái ảnh này. Đúng không ạ? Thì chúng ta đang ở đâu ạ? Đang ở cái chu kỳ phục hồi của thị trường. Đúng không ạ? Sau cái giai đoạn mà các ngành nghề cũng như là uh, các doanh nghiệp nó rơi vào cái trạng thái đó là suy thoái và cực kỳ nhạy cảm. Đúng không ạ? Và chúng ta đang ở cái chỗ mà giảm lãi suất. Thì giảm lãi suất ở đây chúng ta có thể thấy là những cái mã cổ phiếu vốn hóa nhỏ nó rất là quan tâm trong cái thời điểm hiện tại. Thì anh chị có thể thấy được rằng những cái mã cổ phiếu lớn này nó có chạy được đâu ạ đúng không ạ nó toàn vào những cái mã cổ phiếu nhỏ như là sen hay là DBG đấy ngoài ra những cái mã cổ phiếu dạng như là chúng ta tham gia đợt vừa rồi đó là psh đúng không anh chị có thấy không nó tăng rất là mạnh anh chị nhìn thị giá vốn của nó đi ạ nó chỉ có hơn một sáu tỷ thôi đấy trong khi ssi thì như nào ạ trong khi ssi cái thị giá vốn thì như nào anh chị nhìn ạ ba ba bảy tỷ đấy hcm xem ạ à VND xem ạ đây thị giá vốn của nó 19.000 tỷ đúng không ạ DIG đây cũng 12.000 tỷ đúng không ạ nó tức là những cái mã này cái 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 vốn hóa của nó rất là lớn vốn hóa của nó rất là lớn và chúng ta ưu tiên những cái mã vốn hóa nhỏ hơn đấy vốn hóa nhỏ và có câu chuyện đằng sau thì chúng ta nên ưu tiên trong cái thời gian hiện tại anh chị nhé ngoài PSH chúng ta còn có DTD đúng không ạ tăng rất là mạnh trong cái thời điểm vừa rồi và hôm nay thì em cũng có điểm cho anh chị là nếu mà DTD nó nhúng xuống vùng 27.6 này là anh chị có thể tham gia đánh vòng 2 với mã cổ phiếu này. Đấy. Nên thì chúng ta cứ tập trung vào mã cổ phiếu nhỏ thôi, làm sao mà chúng ta cứ phải nhảy qua nhảy lại giữa đầu tư công này, đúng không ạ? Chứng khoán này. Đấy, hay là bất động sản đi. Chúng ta cứ nhảy qua nhảy lại làm gì trong khi nó không đem cho chúng ta cái biên lợi nhuận nào nó quá là tốt trong cái thời điểm hiện tại mà cái tính an toàn nó không cao bởi vì sao bởi vì ừ, nhà đầu tư nhỏ lẻ đu bám những cái mã cổ phiếu này rất nhiều đúng không ạ và anh chị có thấy được một cái tâm lý ở cái thời điểm hiện tại không anh chị đi nhiều room xem nhá anh chị đi rất là nhiều room này. anh chị xem xem là rất là nhiều người họ hy vọng là thị trường của chúng ta tăng đúng không ạ họ hy vọng là thị trường tăng trong cái lúc mà thị trường đang đi ngang với cái thanh khoản lớn như thế này đang đi ngang với cái thanh khoản lớn như thế này và nó không bật tăng được đúng không ạ một cổ phiếu hay thị trường khi mà đi ngang tích lũy với thanh khoản quá lớn chứng tỏ là cái lượng cung cầu của nó vẫn còn đang chưa ổn định đúng không ạ nếu mà nó ổn định ấy, thì nó sẽ phải giống những cái giai đoạn mà nó tích lũy ở vùng đáy này với cái thanh khoản thấp đúng không ạ cho thấy là cái, cái lượng cung nó đang giảm dần đúng không ạ khi mà lượng cung nó giảm dần và có cái sự chán nản rồi thì lượng cầu nó bắt đầu nó mới vào đấy nhưng mà ở cái vùng trên rồi đúng không ạ khi mà thị trường ở cái vùng trên này rồi cái lượng cung cầu nó vẫn còn nhiều ấy thì em hỏi anh chị tiền lớn làm sao mà nó đánh lên được ạ đúng không ạ nó đánh lên để anh chị chốt lời à đấy nó đánh lên để anh chị chốt lời ở trong khi mà rất là nhiều những cái mã cổ phiếu nổi tiếng ở trên thị trường đang được đu bám rất nhiều thế nó đánh lên để cho anh chị chốt lời à đấy anh chị phải đặt ra câu hỏi thế vậy nên là chúng ta hãy theo cái chiến lược mà em đã đề ra trong suốt xuyên suốt những cái video ở thời điểm ở thời điểm này đây em mở cho anh chị ở cái thời điểm suốt cái thời điểm này Đúng không? khoảng ba bốn video rồi anh chị cứ xem lại thêm. Lúc nào em cũng báo cho anh chị là chúng ta hãy theo dõi những cái mã cổ phiếu đúng không ạ. Thứ nhất là nó có nền tảng tích lũy dài. đấy dạng như con VHG này, đúng không ạ có nền tảng tích lũy rất dài. đây đúng không ạ anh chị có thấy không ạ tích lũy rất dài nó chưa tăng nhiều thì cái rủi ro nó sẽ ít hơn đúng không ạ. hoặc là chúng ta có thể quan sát là C69 đấy anh chị thấy không ạ C69 đây đấy nó tích lũy rất dài nó chưa có nhịp bật đấy thì chúng ta mua chúng ta đợi nó bật nó còn an toàn hơn rất là nhiều những cái mã cổ phiếu kia đúng không ạ anh chị phải thấy được rằng là mà những cái mã cổ phiếu này nó cũng có cái sự chiết khấu rất là lớn rồi đấy nó có sự chiết khấu rất là lớn rồi hôm qua thì em cũng có báo hôm kia em cũng báo cho anh chị là ddv đúng không ạ báo cho anh chị ddv ở cây này đấy ngày hôm nay test test cung với cái thanh khoản rất bé đó. test cung với thanh khoản rất bé là chuyện rất là bình thường luôn không có vấn đề gì cả làm sao mà chúng ta phải tham gia vào những cái mã cổ phiếu nó lớn đúng không ạ nó có nó có vốn hóa lớn như này đấy thì nó sẽ nó sẽ tăng rất chậm và được nhiều người chú ý được nhiều người chú ý thì nó sẽ không bao giờ nó chạy được nhanh cả anh chị nhé nó phải rung rũ đủ kiểu chán chê ra nó mới cho cho anh chị em nghe hàng nghe hàng ra thì chúng ta mới mới có cơ hội để mà vào với những cái mã cổ phiếu này đấy anh chị lưu ý nhá đấy là những cái mã cổ phiếu có nền tảng tích lũy dài đúng không ạ còn những cái mã cổ phiếu nó tăng mạnh thì giống như là DTD này đúng không ạ PSH này đấy thì em cũng có khuyến nghị cho anh chị trong room khách hàng và uh, trong uh, trong cái khoảng thời gian này đúng không ạ uh, thay vì chúng ta không có vị thế ở những cái mã cổ phiếu dạng như DG đúng không ạ tăng từ đây tăng từ lúc nó bắt đầu chạy cái nhịp sóng thứ hai uh, là tăng được khoảng 23 phần trăm đúng không ạ 23 phần trăm cái khoảng khoảng đấy đấy thì tại sao chúng ta không chọn những cái mã cổ phiếu như là DTD này chúng ta ăn 10 phần trăm từ đây lên đây ạ đúng không ạ 13 phần trăm chúng ta chọn PSH chúng ta mua từ đây. Đây. Chúng ta mua từ đây. 20% đúng không ạ? Thì hai cái mã này nó đã đủ bù cho anh chị những cái cái khoản kia chưa? Đúng không ạ? Thì những cái việc mà đu bám vào đây này. Những cái việc đu bám vào những cái mã cổ phiếu dạng mà nó quá nổi tiếng như này ấy thì đấy là những cái việc khó, đúng không ạ? Chúng ta hãy để những cái việc khó cho người khác làm và chúng ta chỉ làm những việc dễ thôi. Đấy. Sen đây, một ngày hôm nay 15%, đúng không ạ? Mua tuần trước ngày hôm nay 15%, thì nó quá là nhàn đúng không anh chị? nó quá là nhàn và nó những cái mã cổ phiếu nó không được để để ý đến quá nhiều trong cái thời điểm hiện tại, lại chính là những cái cơ hội an toàn cho anh chị. Đấy. Còn ví dụ trong appchen thì không nói, trong appchen chúng ta cứ cổ phiếu có cơ bản tốt, doanh nghiệp tốt, thanh khoản tốt mà chúng ta chơi. Đấy, bởi vì lúc đấy tiền rẻ rất nhiều, đúng không ạ? Cái 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 thanh khoản của thị trường nó lên tới khoảng tầm 20, 30 có khi đến 50.000 tỷ thì chúng ta chơi những cái mã cổ phiếu cho uh, to cho an toàn chứ tội gì chúng ta chơi cái bọn bé bé này, đúng không anh chị? Đấy. Thì đấy là những cái đặc điểm của thị trường Khi mà thị trường sideways này thì chúng ta phải thay đổi chiến lược anh chị nhé Chúng ta phải thay đổi chiến lược Và chúng ta khi mà chúng ta đã nhảy đi nhảy lại nhiều cái mã cổ phiếu rồi Chúng ta không thấy có cái sự hiệu quả trong đấy Thì anh chị hãy lùi ra để anh chị quan sát thị trường Đúng không ạ? Anh chị quan sát là ngày hôm nay con nào nó tăng mạnh nhất Đúng không ạ? Ví dụ như là ngày hôm nay chẳng hạn đây chúng ta có cái phần tăng giá đúng không ạ? HNX nhá. chúng ta có EVG đúng không ạ? Nó tăng rất là mạnh như này. Đấy, thì tại sao chúng ta không chọn những cái mã cổ phiếu như này khi mà nó điều chỉnh đúng không ạ đấy rất là nhiều kể cả vne này đúng không anh chị thấy không ạ đây vne này anh chị thấy không ạ nó tăng rất là mạnh như này đấy. mà những cái con nó tăng mạnh như này thì thì rất là ít khi nó chết đúng không ạ anh chị thấy không ạ và nó thường đánh theo một cái mẫu hình như này trong cái khoảng này đấy là cái mẫu hình cờ đuôi nhau đúng không ạ đây anh chị có thể thấy không nó cứ thu hẹp dần trong cái tam giác này bắt đầu nó bật tăng tiếp anh chị có thể, có thể search trên google nhé mẫu hình cờ đuôi nhau rõ ràng luôn ạ à, đúng không ạ đấy sau một nền tích lũy có nhịp tăng bắt đầu tích lũy trở lại và tăng tiếp và những cái những cái uh, mẫu hình này nó không chỉ xuất hiện ở trong cái thời điểm hiện tại mà nó còn xuất hiện ở trong những cái thời điểm trước khi mà chúng ta đánh những cái mã cổ phiếu như là edg đúng không ạ nó cũng xuất hiện những cái mẫu hình này đấy api đúng không ạ? chúng ta cũng đánh cổ phiếu này đúng không ạ cũng mua cái nhịp này bán ở trên nhịp này đấy và nó cũng tạo ra những cái mẫu hình tương tự thì tại sao chúng ta lại không chơi những cái mẫu hình này đúng không ạ hơn là chúng ta chơi những cái mã cổ phiếu khác để làm cái gì đó thì uh, lươn với anh chị đủ rồi thì sau đây là những cái những cái nhóm ngành mà nó có cổ phiếu tích lũy thì anh chị nên để ý trong thời gian tới nha anh chị nhá đấy anh chị để ý thôi còn cái việc lọc cổ phiếu là cái việc của em đấy thì anh chị nào mà muốn lọc được những cái mã cổ phiếu nó tiềm năng trong cái thời gian sắp tới thì anh chị hãy tham gia vào nhóm khách hàng của em anh chị nhá anh chị hãy tham gia vào nhóm khách hàng của em thì trong em cũng có báo anh chị chúng ta mua những cái điểm mua của cổ phiếu đúng không ạ là những cái điểm mua cụ thể trong cái thời gian hiện tại đấy và trong cái thời điểm vừa rồi ấy, đấy là hai cái phiên này này 23 24 cũng như là phiên hôm nay ấy, thì em không báo anh chị mua gì cả ngày hôm nay thì cũng có báo anh chị một số mã cổ phiếu nhưng mà nó chưa về để mua vậy nên là chúng ta vẫn tiếp tục là cầm tiền đấy. cầm tiền thời điểm hiện tại xót ruột chứ anh chị đúng không ạ thấy nhiều cổ phiếu tăng nhưng mà cầm tiền xót ruột ấy nhưng mà chúng ta phải làm được những cái việc khó như thế thì sau này khi mà thị trường nó đủ chiết khấu cổ phiếu đủ chiết khấu và thị trường có cái nhịp điều chỉnh chúng ta mới mua được hàng ngon đúng không ạ anh chị có công nhận với em cái điều đấy không à, khi mà à, ai cũng nói là ờ tôi mua giá đỏ đúng không ạ tôi mua giá đỏ và tôi bán giá xanh đấy nhưng mà mấy ai làm được đâu ạ đúng không ạ chả mấy ai làm được về đến đây thị trường gọi là dung rũ cho gọi là nó rơi không thấy đáy đâu thì lại không dám mua vào đấy đến lúc trên xanh này thì đu nhau vào mua. Anh chị có thấy không ạ? Nó thể hiện ở cái thanh khoản nhá. Nó thể hiện là cái thanh khoản đây bắt đầu tăng dần đây này, anh chị thấy không ạ? Đấy. Cứ mỗi lần thị trường tăng này anh chị thấy không ạ? Cái thanh khoản nó lại lên dần. Đấy. Thế anh chị thấy không ạ? Khi mà thanh khoản nó lên dần và nó bắt đầu chững lại cái đà tăng kèm đi ngang với thanh khoản lớn như này ấy, thì có vẻ là không thơm đâu, đúng không ạ? Có vẻ là không thơm đâu. Nên anh chị lưu ý nhá. Ok. Thì À, nếu mà anh chị nào muốn tham gia vào room khách hàng thì hãy liên hệ với em vào số điện thoại ở zalo bên dưới màn hình nhé chị nhé à, sẽ có hai cách tham gia vào room khách hàng cách thứ nhất là anh chị uh, mở tài khoản hoặc là chuyển id uh, quản lý qua em đúng không id l 358 em có để trên màn hình và cách thứ hai là anh chị có thể đóng phí vào room anh chị nhé thì cách thứ hai như nào anh chị hãy nhắn tin cho em vào cái số điện thoại zalo bên dưới màn hình để em tư vấn cho anh chị một cách rõ hơn đó thì ok sẽ đến những cái nhóm ngành mà anh chị cần lưu ý anh chị nhé Uhm, chúng ta sẽ lưu ý ngày hôm nay là có dòng khu công nghiệp chúng ta có thể thấy là ideco đúng không ạ ngày hôm nay bắt đầu bứt thoát ra khỏi cái biên này rồi và có cái thanh khoản vào lớn nhưng nhưng sao ạ nhưng sao nhưng chúng ta vẫn cần phải quan sát bởi vì có một con cổ phiếu trong nhóm ngành này nó cũng đã bật trước ideco và nó hôm nay nó có sự test lại đó là con ita đó chị thấy không ạ bứt ra khỏi vùng tích lũy đấy bứt ra khỏi vùng tích lũy nhá và ngày hôm nay có cái cây dội lại với cái, cái thanh khoản lớn như này thì chúng ta cũng nên chờ đúng không ạ khi nào mà, khi nào mà nó về cái đỉnh cũ này thì lúc đấy chúng ta canh tham gia đấy kể cả IDCO cũng vậy nhá khi mà nó bứt ra như này thì đừng mua vội bởi vì cái tỷ lệ mua break ở trong cái thời điểm này nó cực kỳ là hên xui anh chị nhá em chưa thấy được rằng nó cho chúng ta những cái hiệu quả quá cao ví dụ như SSI anh chị nhá vượt đỉnh phiên ngày 12 tháng 5 này anh chị thấy không ạ sau khi vượt đỉnh thì nó thế nào ạ đúng không ạ chúng ta có VND đúng không ạ đây có những cây nến rất là đẹp thanh khoản lớn nhưng mà về không có ăn HCM thì không nói rồi, đúng không ạ? Quá yếu. Đây, quá yếu, vượt đỉnh một cây thanh khoản cực lớn ngày 23 tháng 5. Nhưng mà sau đó thì sao? Hàng về quán đúng không ạ? Tất nhiên là không rồi. Đấy, nên chúng ta phải để ý rằng là cái phương pháp mua break ở trong cái thời điểm này hầu như là nó không cho chúng ta những cái hiệu suất quá cao, anh chị nhé. Không cho chúng ta những cái hiệu suất quá cao ở trong cái thời điểm hiện tại nên là anh chị lưu ý. Đấy, anh chị lưu ý dòng khu công nghiệp nhé Đây, khu công nghiệp ngày hôm nay chúng ta có chúng ta cũng có long hậu này sau một cái nền tảng tích lũy dài này, đúng không ạ? và bắt đầu xây lên những cái nền ở bên trên đấy thì anh chị có thể để ý và mua ở giò ở nền nhá ở ita cũng vậy nhá break lên test lại thì mua ở cái 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 cái, cái viền cái viền này đúng không ạ cái viền này tức là cái vùng mà nửa ở nửa cái cây mà nó break ấy. đây ở nửa cái cây nến này anh chị nhá là đâu đó là cái vùng giá 4.4 đúng không ạ con này thì cái cái thị giá vốn của nó khoảng tầm hơn 4.000 tỷ thôi à, tuy là không được nhỏ cho lắm nhưng mà theo em mẫu hình này là có thể chơi được Đấy. nhưng mà đây cũng không phải là những cái cổ phiếu mà em ưu tiên trong nhóm khách hàng anh chị nhé trong nhóm khách hàng nó sẽ có uh, những cái mã cổ phiếu ưu tiên riêng dành cho anh chị trong nhóm khách hàng thì anh chị nào mà chúng ta yêu thích cái phương pháp của em hay là chiến lược của em thì hãy về làm khách hàng của em Minh anh chị nhé uh, Ngoài ra chúng ta còn có những con như là um, ngoài Long hậu ra chúng ta còn có SSC đúng không ạ Đây ạ SSC nó cũng là những cái mẫu hình thu hẹp biến động đó những những cái mẫu hình thu hẹp biến động dần như này thì anh chị có thể là mua Đấy, mua thăm dò được ở những cái vùng nền này của nó anh chị nhá đấy, phr nhá đây phr đây nó cũng bứt ra khỏi một cái vùng biến động rất là lớn này đấy thì chờ test lại thì chúng ta mua thôi chứ chúng ta không mua đuổi những cái cây mà nó tăng break như này anh chị nhá em nhắc lại luôn đấy là không mua đuổi những cái tăng những cái cây tăng break này anh chị ha đó và ngoài cái dòng công nghiệp ra thì chúng ta cũng có để ý thủy sản em cũng nói ở video ngày hôm qua đúng không ạ nó cũng đang tạo ra một cái biên tích lũy rất tốt trong một cái đà tăng anh chị nhá anh chị cứ mua gom ở cái vùng này đi đúng không ạ một là vùng ba một chấm này hai là nó xuống hai chín tám chúng ta mua tiếp anh chị mua gom và chờ chờ nó bật tăng anh chị nhá mua gom và chờ nó bật tăng đấy cái thanh khoản của nó trên cái đường tích lũy nó cũng đã giảm khá là nhiều rồi nên anh chị hãy lưu ý cho em là cái à, con anv này hoặc là con idi này anh chị nhá hai con đang có cái uh, mẫu hình tích lũy rất tốt và thanh khoản nó đang được siết lại như này đấy em khuyến nghị trực tiếp trên video luôn cho anh chị nhé. Với những anh chị nào chúng ta yêu thích nhóm thủy sản và chúng ta chịu khó mua gom để chờ bật khi mà chúng ta chưa biết mua cái cổ phiếu nào trong cái thời gian thời gian hiện tại. Đấy. Ngoài nhóm ngành thủy sản và khu nghiệp gia, anh chị hãy để ý cho em là cao su cũng đang tích lũy rất tốt trong một cái khoảng thời gian dài với cái thanh khoản thấp và bắt đầu có dòng tiền vào đúng không ạ? Đánh lên thanh khoản cao, Đấy, đúng không ạ? Và chỉnh lại thanh khoản thấp. Đấy, bắt đầu lại đánh lên thanh khoản cao và chỉnh lại thanh khoản thấp Khi mà nó cứ vừa đánh lên vừa rũ như này ấy, Thì cái cơ hội của chúng ta nó vẫn sẽ còn Anh chị nhá Đấy, kể cả nó đánh thẳng lên thì chúng ta vẫn còn cơ hội thôi đúng không? Nhưng quan trọng lúc đấy nó sẽ là cái kỹ thuật mua, phổ, mua cổ phiếu như nào Đấy, và khi mà nó đang tích lũy này thì anh chị Hãy chú ý nhá, chú ý những con như này để chúng ta có thể là mua vào khi mà nó test lại những cái vùng bên dưới nhá. DRI này, đấy, đâu đó vùng giá 7.7 là anh chị có thể là tham gia được với cái mã cổ phiếu này. À, ngoài ra còn DRC, Đúng không? cũng tích lũy rất tốt, đây, tích lũy rất tốt, đấy thì đây là những cái nhóm ngành mà anh chị có thể chú ý được nhé, chú ý được và mua là phải chờ, anh chị nhé, mua là phải chờ, chứ chúng ta không thể là bắt nó là lúc nào chúng ta mua cái là nó tăng luôn được, anh chị ha, đấy mua là phải chờ với những cái mã cổ phiếu dạng như này, đấy. chứng khoán ngày hôm nay thì có mỗi con VCI là trông nó có vẻ là khá ổn, nhưng mà thôi Uh, chứng khoán dạng lớn nha thì em sẽ không ưu tiên trong thời điểm hiện tại đấy anh chị nhá thủy sản này cao su này khu công nghiệp này ngoài ra thì có những cái mã cổ phiếu uh, trong nhóm ngành dầu khí mà nó đã chạy trước như là PVS này nhá thì chúng ta sẽ dình mua cái điểm mua khi mà nó test lại này PVC này hay là PVD này nó cũng đã chạy rồi nhá thì thôi nhá thì anh chị hãy để ý đến những cái nhóm cổ phiếu dạng trung nguồn đấy PVS PVD hay PVC nó là những cái công ty thượng nguồn trong nhóm dầu khí thì có những, chúng ta sẽ có những cái công ty chung nguồn đấy chị nhé chúng ta sẽ có những cái công ty chung nguồn như là dạng BSR Đấy, nó cũng đang tích lũy rất tốt nhá tích lũy rất tốt và mua là phải chờ anh chị nhé mua là phải chờ đấy hoặc là PVT đúng không ạ tích lũy này đấy mua là phải chờ hoặc là PLC này nó vừa có nhựa đường nó vừa có đầu tư công đấy thì chúng ta cứ tập trung nhất là con BSR nhá cứ tập trung nhất là BSR trung nguồn còn sau khi mà trung nguồn đánh những cái mã cổ phiếu ở giữa nhóm dầu khí xong thì chúng ta đánh những cái mã cuối như là PXS đúng không ạ? Hạ nguồn. Đấy, những con này thì nó tăng rồi thì thì thôi. Những con này tăng rồi thì thôi, còn những con PXL này. Đấy, anh chị nhá. Đấy, nó lên như này mà khi mà nó chớm nó test lại là chúng ta có thể là xem xét tham gia được. Anh chị ha. Đấy, thì đấy là tất cả những cái chiến lược kèm theo là những cái nhóm ngành trong thời gian này mà anh chị cần phải chú ý Cũng như là cái yếu tố thị trường trong cái thời điểm mà nó đi ngang với thanh khoản lớn này Thì anh chị hãy đặc biệt chú ý cho em Để mà thị trường của chúng ta tăng lên thì sẽ cần một cái lượng tiền cực kỳ lớn đúng không ạ Bởi vì trong thời điểm vừa rồi là thị trường đã được đu bám rất là nhiều ở những cái mã cổ phiếu mà chúng ta có thể chỉ mặt đọc tên được những cái mã đó đúng không ạ những cái mã cực kỳ nổi tiếng nó cho chúng ta lợi nhuận rất là nhiều trong thời điểm vừa rồi Đấy, và nó được đu bám cực kỳ nhiều rồi đấy nó được sự chú ý của đám đông rất là nhiều rồi nên là chị hãy tốt nhất là né ra trong cái thời điểm hiện tại anh chị nhá đấy nên là hãy xác định cho mình là khi mà thị trường của chúng ta mà nó cứ đi ngang với thanh khoản lớn như này thì cái việc giao dịch nó sẽ cực kỳ là chán nản nhá và chúng ta phải cực kỳ là nhanh nhạy trong cái việc tìm kiếm cơ hội của thị trường ở trong thời điểm hiện tại đấy còn anh chị nào mà chúng ta chưa chưa biết tìm hiểu cũng như là nhanh nhạy và Uh, lọc cổ phiếu như nào để mua trong thời điểm sắp tới thì anh chị hãy liên hệ với em vào cái số zalo bên dưới màn hình để em có thể là thêm anh chị vào luôn khách hàng bằng hai cách cách thứ nhất là anh chị có thể là chuyển id hoặc là lập tài khoản vps tạo tài khoản vps gắn id của em nhé l 358 hoặc là anh chị có thể um, đóng phí vào room đúng không ạ thì um, ok thì cái video nhận định thị trường của em ngày hôm nay đến đây là kết thúc cảm ơn anh chị đã theo dõi video và chúc anh chị có một buổi tối vui vẻ để ngày mai chúng ta có một sức khỏe tốt để giao dịch anh chị nhé và điểm mua điểm bán cổ phiếu ở trong giai đoạn sắp tới em cũng sẽ điểm ở trong room khách hàng anh chị anh chị khách hàng hãy chú ý nhé không về giá thì chúng ta không mua đúng không chúng ta thà cầm tiền còn hơn anh chị ha ok thì cảm ơn và xin chào tạm biệt anh chị bye bye